Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, qua 12 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo các thôn buôn trên địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc và đời sống của người dân đã có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, đến nay huyện Lắk vẫn là địa phương còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Do đó, để chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện hiệu quả, nhanh chóng, tạo được những chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân địa phương, thì huyện Lắk cần phải có sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa từ tỉnh và trung ương. Đến nay, sau 12 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk mới có một xã là xã Buôn Chía được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 4 năm 2021, còn lại 9 xã đang trên đường về đích nhưng tốc độ rất chậm. Nhìn lại tổng thể có thể thấy thời gian qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn huyện Lắk đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân. Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư cho chương trình còn nhiều hạn chế nên các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa, hỗ trợ phát triển sản xuất, môi trường, vân vân ở hầu hết các xã đều rất khó thực hiện. Thực hiện là mưa dầm thấm lâu, là chúng tôi là cứ coi như là vận động cả ngày cả đêm, vận động mọi lúc mọi nơi, lúc uống nước chúng tôi cũng vận động cùng bà con để về vấn đề chủ trương của Đảng và Nhà nước, tức là lợi ích là của nhân dân, không phải là lợi ích của ai ở đây cả, cho nên là bà con rất là hưởng ứng, mặc dù cũng còn nhiều khó khăn. Tuy người dân rất hưởng ứng tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhưng do kinh tế chậm phát triển, đời sống của nhiều gia đình còn nhiều khó khăn nên việc huy động nguồn vốn đóng góp cho chương trình rất hạn chế, chủ yếu là dựa vào sự hỗ trợ từ phía nhà nước. Hiện nay, một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lắk đó là tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Tiêu chí này mới chỉ có 1 trên 10 xã đạt được. Ngay như vấn đề thu gom xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn huyện Lắk, đến nay cũng còn nhiều nan giải. Bãi rác tập kết rác nằm tại thôn 4, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk có diện tích hơn 2,2 ha, chỉ cách khu dân cư chừng 200 m, được Ủy ban Nhân dân huyện Lắk phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 và được xây dựng đưa vào sử dụng đã 20 năm nay. Nhiều năm qua, bãi rác này đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân quanh vùng vì gây ô nhiễm môi trường, nhưng việc di rời bãi rác ra nơi quy hoạch mới vẫn còn nhiều khó khăn. Còn về hướng lâu dài thì sắp tới là nếu điều chỉnh được nông thôn mới thì Ủy ban nhân huyện sẽ bố trí kinh phí là sẽ thực hiện đưa bãi rác vào xã Đắk. Hiện nay, việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Lắk còn có vấn đề vệ sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm ở nhiều buôn đồng bào thiểu số vẫn chưa được thực hiện triệt để. Có thể thấy ngay tại xã Yang Tao năm 2022, xã đăng ký hoàn thành tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, nhưng đến thời điểm hiện tại, xã nhận định không thể hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân là do trên địa bàn có đến 95% dân số là đồng bào thiểu số. Với tập quán chăn thả gia súc, nuôi nhốt gia cầm dưới nhà sàn, không có thói quen thu gom rác để xử lý chất thải, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia trên địa bàn còn thấp, ranh giới giữa nước sạch và nước hợp vệ sinh chưa rõ ràng. Đặc biệt, xã vẫn còn thiếu nguồn vốn để thực hiện hạng mục xây dựng bãi rác và nghĩa địa tập trung có quy hoạch và quy chế quản lý nên chưa thể hoàn thiện được tiêu chí môi trường. Xã chúng ta là xã đặc thù, là toàn là người dân tộc tại chỗ, chiếm 95% là người dân tộc tại chỗ nên có những cái tập tục hiện tại là đến còn lạc hậu. Người dân thì tránh thả trâu súc, thả rông và nhốt trâu gia súc là dưới gầm nhà sàn. Thì công việc này á, bên ngành y tế cũng đã là tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã và chính quyền địa phương là tuyên truyền cho người dân. Nhưng mà đây là một cái tập tục lâu đời. Mặc dù những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân dân trên địa bàn, kinh tế xã hội của huyện Lắk đã có sự phát triển vượt bậc, tuy nhiên vẫn chưa đạt được yêu cầu đặt ra. Đến nay, toàn huyện mới chỉ có 1 trên 10 xã đạt được tiêu chí thu nhập của chương trình xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo huyện Lắk cho rằng do là huyện thuần nông, kinh tế người dân phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nhưng diện tích gieo trồng còn rất manh mún, tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ theo hình thức chăn thả là phổ biến. Các hình thức tổ chức sản xuất như trang trại, hợp tác xã và tổ hợp tác còn chậm phát triển, không phát huy hiệu quả, chuyển đổi cơ cấu kinh tế chậm, năng suất lao động nông nghiệp còn thấp, thiếu sự liên kết giữa các nông hộ, doanh nghiệp và người sản xuất, giữa sản xuất và tiêu thụ. Bên cạnh đó, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, năng suất và thu nhập của người dân, đặc biệt là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 làm cho thu nhập của người dân giảm sút, khiến cho việc huy động đóng góp của nhân dân đối với chương trình xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn. Hiện nay là đối với người dân á, thì vẫn còn một phần người dân là chưa nhận thức đầy đủ về cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Và cái thứ hai nữa thì sự bố trí cái nguồn kinh phí của cấp trên thì phụ thuộc vào nguồn kinh phí. Chứ về địa phương thì thiếu không thể nguồn kinh phí mà xây dựng được. Thì rõ ràng là nguồn kinh phí đầu tư để xây dựng chương trình nông thôn mới là phụ thuộc vào cấp trên thôi. Như vậy, bên cạnh thiếu nguồn lực đầu tư thì vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Lắk vẫn chưa phát huy được đầy đủ, vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, làm cho quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương còn trì trệ. Tính chung trong số 19 tiêu chí của nông thôn mới thì toàn huyện có đến 7 tiêu chí còn đạt thấp, mới chỉ có một vài xã hoàn thành. Thời gian tới để tháo gỡ những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ chính quyền huyện Lắk sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các xã trong việc tổ chức thực hiện các tiêu chí của chương trình, đồng thời đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, cải tạo vườn tạp, đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP và thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình dự án, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng nhằm khơi dậy tinh thần tự giác, tính chủ động và sự đồng thuận tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới, sớm đưa chương trình đạt được hiệu quả như mong muốn, nâng cao hơn nữa đời sống cho người dân.